Công bố quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự sự kiện quan trọng này. Tỉnh Lào Cai hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, thân thiện. Khởi nguồn khởi nghiệp từ ý tưởng kinh doanh trà dâu mèo của học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Liền, huyện Bắc Hà. Hơn 66.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ. Quốc hội Chile thông qua dự luật nhằm cắt giảm giờ làm của người lao động từ 45 giờ xuống 40 giờ một tuần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những nội dung chính vừa rồi đã mở đầu chương trình thời sự tối thứ Tư ngày 12 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 12 tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo quyết định số 316 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Lào Cai, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Lào Cai thời gian qua. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố quyết định số 316 QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Lào Cai. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã trình bày tóm tắt về nội dung và kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch tỉnh Lào Cai đã xác định rõ một trục động lực, hai cực phát triển, ba vùng kinh tế, 4 trụ cột phát triển kinh tế, 5 nhiệm vụ trọng tâm. Phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh có GRDP trên người cao và thuộc nhóm 30 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao trong cả nước, trở thành trung tâm của vùng về công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, y tế, đào tạo nghề của vùng. Đến năm 2050, xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, với 3 hướng đột phá đã được xác định là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và thương mại. Việc triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tạo ra những nguồn lực mới để Lào Cai phát triển nhanh và bền vững. Chúng ta này đang ở một cái nền tảng mới, đó là chúng ta đã có một cái cơ ngơi của tỉnh Lào Cai như ngày hôm nay. Thì không có cớ gì mà cái khâu tổ chức thực hiện chúng ta lại không có thể làm tốt được. Với cái tinh thần đoàn kết, cầu thị, chủ động, sáng tạo, linh hoạt của lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng như là các cấp các ngành tới đây, thì cũng mong rằng các nhà đầu tư, tất cả các đồng chí ở các đầu cầu cùng quyết tâm, đồng tâm, đồng lòng để chúng ta thực hiện tốt cái quy hoạch này. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình bày tham luận về triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh đối với lĩnh vực ngành và địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tính chủ động sáng tạo của Lào Cai được thể hiện rất rõ trong các bước xây dựng, hoàn thiện quy hoạch. Nội dung quy hoạch rất dễ hiểu, dễ nhớ, thể hiện khát vọng vươn lên để trở thành tỉnh phát triển của vùng và cả nước. Nhấn mạnh nhiệm vụ giải pháp triển khai quy hoạch, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy mong muốn các cấp ủy, các ngành, các địa phương tiếp tục có sự nghiên cứu, nắm bắt nội dung quy hoạch một cách thấu đáo, công bố rộng rãi nội dung quy hoạch, đồng thời chủ động linh hoạt trong triển khai quy hoạch tích cực, khẩn trương vì sự phát triển chung của tỉnh. người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị địa phương thì cần xác định rõ cái nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của địa phương, đơn vị mình để tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành và phân công trách nhiệm cho từng tổ chức cá nhân làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, thực hiện quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là một cực tăng trưởng và là trung tâm kết nối vùng Tây Nam Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN. Cũng trong chuyến công tác tại Lào Cai, sáng nay đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đoàn công tác của Trung ương đã đi thăm một số dự án trọng điểm và làm việc với tỉnh Lào Cai. Tiếp đoàn có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Sau khi khảo sát điểm xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát Việt Nam, Bá Sái Trung Quốc, kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai tại cửa khẩu Kim Thành, khảo sát dự án Sân Gôn Bản Qua huyện Bát Xát, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã báo cáo nhanh kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng thời đề nghị với đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư một số nội dung. Cụ thể, tỉnh Lào Cai kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ triển khai các dự án lớn liên quan đến liên kết vùng như đầu tư dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Lào Cai - Yên Bái lên quy mô 4 làn, nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khổ đường 1435 mm, đẩy mạnh khu hợp tác qua biên giới, áp dụng một số cơ chế đặc thù phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, đẩy nhanh tái cơ cấu, tháo gỡ khó khăn cho nhà máy gang thép Việt Trung, tháo gỡ nút thắt về cơ chế để triển khai nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của Lào Cai trong việc tạo ra nhiều đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh, quán triệt triển khai nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phát triển liên kết vùng, nhanh chóng triển khai quy hoạch tỉnh để định hình không gian phát triển, phân bổ và huy động hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư. Lào Cai có một cái nhiệm vụ, cái sứ mệnh hết sức quan trọng. Ngoài cái mà các đồng chí nói là giữ đất, giữ rừng, giữ nước, giữ biên giới, nhưng mà là cái cầu nối để mà phục vụ, hỗ trợ cho các tỉnh phía xuôi để xuất nhập khẩu. Vì nói đến xuất nhập khẩu của Lào Cai không phải là của Lào Cai, chỉ một phần thôi, nhưng mà hỗ trợ cho các tỉnh phía xuôi. Nên nếu mà chúng ta làm tốt công tác đó thì hỗ trợ cho các tỉnh rất tốt, hỗ trợ cho cả cái xuất nhập khẩu của cả nước, đóng góp cho cái tăng trưởng rất tốt. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị tỉnh cần tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công, cả vốn đầu tư trong nước, nước ngoài. Đặc biệt quan tâm đến dự án sân bay, cầu Bản Vược - Bá Sái, đường hạ tầng kết nối sân bay. Đối với các kiến nghị của Lào Cai, đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đồng tình và sẽ sớm kiến nghị với Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, nhất là một số dự án về hạ tầng giao thông. Ngày 12 tháng 4, hơn 300 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh đã được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động. Dự hội nghị có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các báo cáo viên giới thiệu truyền đạt một số chuyên đề gồm kỹ năng giám sát của Hội đồng Nhân dân trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, kỹ năng quyết định, giám sát lĩnh vực đầu tư công, văn hóa, đất đai, tư pháp, chính sách giảm nghèo bền vững. Các chuyên đề đều được lựa chọn xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và dựa trên kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, từ đó giúp các đại biểu Hội đồng Nhân dân có thêm kỹ năng, nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và lời hứa trước cử tri. Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp Lào Cai đi sau về trước, phương châm hành động này đang được thể hiện bằng những mục tiêu cụ thể. 6 ngành hàng chủ lực, một lĩnh vực được tỉnh lựa chọn, hoạch định trong Nghị quyết 10 về phát triển nông nghiệp hàng hóa, cũng như trong bản quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại thân thiện, mà còn mở ra tương lai rộng dài cho ngành kinh tế chủ lực của Lào Cai. Cây quế là một trong những ngành hàng chủ lực được tỉnh lựa chọn, tập trung phát triển. Hiện loại cây lâm nghiệp đa mục đích này đang được bà con nông dân canh tác mà không cần đến sự hỗ trợ của nhà nước. Tỉnh Lào Cai đã đạt tỷ lệ che phủ rừng gần 57%, nhưng với những giá trị mà kinh tế lâm nghiệp, đặc biệt là cây quế mang lại, mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ lên 60% theo quy hoạch tỉnh Lào Cai là hoàn toàn có cơ sở. Vấn đề quan trọng là phải gia tăng giá trị cây quế thông qua sản xuất hữu cơ. Cách phòng trừ sâu bệnh rừng bằng cách bắt thủ công, làm cái bóng điện, làm cái bạt để nước thì nó bay vào. Cái sâu bệnh mà nó mọc ra ở cây quế thì đi cắt bỏ, loại trừ ra khỏi nương quế. Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản được tỉnh xác định là một trong 4 trụ cột trong quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường, gắn kết với chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường, chú trọng phát triển sản phẩm OCOP mang thương hiệu và chỉ dẫn địa lý của tỉnh, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch. Những giải pháp này hướng đến gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp của mỗi địa phương. Phải chế hữu cơ, không được phun thuốc, phải chịu trách nhiệm hết. Ở trong thôn mình phải họp tổ chức du lịch, ở trong xã mình thì mình phải cố gắng giúp nhau làm giữ thế nào cho Bản Liền sạch, làm sạch sẽ, chế hữu cơ. Bắc Hà vẫn xác định đến nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển du lịch. Chúng tôi đang vận động các hộ gia đình hình thành dần các cái khu để mà chúng tôi thu hút khách du lịch vào đó. Với những hoạch định mang tầm chiến lược, năm 2023, Lào Cai phấn đấu nâng giá trị các ngành hàng chủ lực lên 5.200 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với năm trước và chiếm khoảng 52% tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp. Nâng cao các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn của các vùng hàng hóa này. Thông qua cái việc là chúng ta định hướng cho người nông dân sản xuất tiêu chuẩn mà hiện nay các đơn vị đặt hàng cũng như thị trường người ta đang yêu cầu. Nâng cao cái việc kiểm tra, đánh giá cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như thực hiện cái truy xuất nguồn gốc. Trong tiến trình phát triển, Lào Cai luôn nhất quán với chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững của quốc gia, đó là chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, lấy con người, khả năng ứng dụng công nghệ làm trung tâm, làm động lực cơ bản nhất của phát triển, phù hợp với nền kinh tế địa phương và cả nước khi bước vào thời đại 4.0. 3 tháng đầu năm nay, sản lượng quả chuối tại các địa phương trong tỉnh đạt gần 15.000 tấn. Với giá bán cao, tiêu thụ tốt, cây chuối đang mang lại thu nhập cao cho người trồng. Hiện toàn tỉnh đã được cấp 15 mã vùng trồng với 9 cơ sở đóng gói nông sản cho các tổ chức cá nhân. Gần 15.000 tấn chuối của Lào Cai đã thu hoạch. Toàn bộ sản phẩm chuối được xuất sang thị trường Trung Quốc thông qua các đầu mối gồm Hợp tác xã Châu Thịnh Phong, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Bằng và Công ty Liên Giang. Giá bán trung bình từ 7 đến 9.000 đồng 1 kg, tổng doanh thu đạt trên 120 tỷ đồng. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu diện tích trồng chuối đạt 3.380 ha, tập trung tại các huyện Mường Khương, Bát Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh trồng mới 37 ha, nhiều nhất là Bát Xát với 18 ha, tiếp đến là Bảo Yên và Mường Khương. Như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự trước, thực trạng xuống cấp của một số nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn thành phố Lào Cai là do các nhà văn hóa này đã xây dựng từ lâu, nguồn kinh phí chủ yếu huy động từ nhân dân. Do đó, quy mô, chất lượng xây dựng không đảm bảo, trang thiết bị còn thiếu thốn. Để giải quyết tình trạng này, thành phố Lào Cai đã tập trung đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới nhà văn hóa theo hướng liên kết các tổ dân phố và khu dân cư. Theo kế hoạch giai đoạn 2020-2025, thành phố Lào Cai đầu tư xây dựng mới và nâng cấp toàn bộ mạng lưới nhà văn hóa, bao gồm 35 nhà văn hóa liên tổ dân phố, khu dân cư tại các phường và 65 nhà văn hóa khu thể thao thôn tại các xã. Mỗi nhà văn hóa liên tổ dân phố, liên khu dân cư trên địa bàn các phường thì sẽ phục vụ cho từ 3 tới 5, 6 tổ dân phố cùng sử dụng chung và sẽ sắp xếp để chia lịch sinh hoạt. Hết năm 2022, thành phố Lào Cai đã hoàn thành việc xây dựng mới và bàn giao 15 nhà văn hóa cho Ủy ban nhân dân các xã, phường quản lý với tổng giá trị đầu tư trên 130 tỷ đồng. Gần 60 tổ dân phố đã được sử dụng các nhà văn hóa mới khang trang này. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến phản ánh về sự bất tiện của nhà văn hóa liên khu phố. Phải tính toán làm sao cho nó phù hợp đối với các từng khu dân cư một. Chứ tránh trường hợp là cứ áp đặt là với mức độ là ví dụ như là các cái khu dân cư nó xa quá mà vẫn cứ để bắt ở chung thì nó hơi khó đối với các cái người dân ở xa. Liên quan đến các cháu sinh hoạt hè hoặc là tổ chức cái hoạt động nên là đi lại xa quá. Cùng với những nhà văn hóa mới được xây dựng thì việc giữ lại những điểm văn hóa đã có, đầu tư sửa sang để tiếp tục phục vụ cho các hoạt động của cộng đồng vừa giúp tiết kiệm cũng như tạo thuận tiện cho người dân trong sinh hoạt văn hóa hội họp. Đề nghị với lại cấp trên các cấp thì cũng nên giữ lại những cái điểm văn hóa mà đã có từ cũ, đã xây dựng từ lâu rồi để phục vụ cho các hoạt động của nhân dân ở các khu dân cư trên địa bàn phường. Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới nhà văn hóa trên địa bàn thành phố Lào Cai trong giai đoạn 2020-2025 là một chủ trương đúng, kịp thời giải quyết tình trạng xuống cấp của các nhà văn hóa khu dân cư. Song việc tính toán sao cho phù hợp với từng khu vực cũng là một yếu tố quan trọng cần được thành phố quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, đoàn vận động viên Lào Cai đã xuất sắc giành 3 huy chương tại giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ 17 năm 2023. Giải diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 4, thu hút gần 300 vận động viên tiêu biểu đến từ 19 đơn vị, tỉnh thành trong nước. Các vận động viên tranh tài ở 24 hạng cân, gồm 12 hạng cân nam và 12 hạng cân nữ. Đoàn Lào Cai có 10 vận động viên tham gia, chủ yếu là lứa tuổi học sinh. Mặc dù tất cả đều là vận động viên phong trào, nhưng với tinh thần quyết tâm thi đấu hết mình, đoàn Lào Cai đã giành được 3 huy chương, gồm 1 vàng, 1 bạc và 1 đồng. Giải đấu là sân chơi bổ ích để các vận động viên Lào Cai giao lưu, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, tiếp tục thi đấu thành công ở các giải đấu khác. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc năm 2023 đã ghi nhận nhiều ý tưởng tốt đến từ học trò miền núi. Trong đó có ý tưởng kinh doanh trà rau mèo của nhóm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Liền, huyện Bắc Hà. Đây là dự án duy nhất của tỉnh Lào Cai tham dự vòng chung kết cuộc thi này và xuất sắc giành được giải ba. Trở về từ cuộc thi khởi nghiệp, ngoài thành tích giải ba chung cuộc với dự án trà rau mèo và phần thưởng động viên khích lệ, nhóm học sinh này còn có được sự tự tin nhờ kỹ năng thuyết trình trước đám đông, thêm những hiểu biết đáng quý về những cây thuốc mà các em vẫn gặp hàng ngày trong cuộc sống. Khi tham gia dự án này thì cô giáo đã hướng dẫn thêm chúng em về công dụng và biết thêm tác dụng của nó. Bọn em làm được cái trà này rất là ý nghĩa đối với em. Là một loại thảo dược quý, cây rau mèo thích nghi với nhiều loại đất, có thể trồng xen canh dưới tán cây ăn quả. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, từ những vạt rau mèo được trồng trong vườn trường, nhóm dự án đã tự tay thu hoạch, sơ chế, đóng gói thành các sản phẩm hoàn thiện như thế này. Nhà em thì có trồng và nhà ông bà thì cũng có trồng, nhưng mà chỉ trồng một mảnh vườn nhỏ nhỏ và khá là ít. Sau khi tham gia dự án này về thì em cũng đã nói với bố mẹ và với ông bà về tác dụng của cái cây này, và ông bà và bố mẹ thì cũng có cái định hướng là sẽ trồng cây này thật nhiều hơn ạ. Lần đầu tiên tham dự sân chơi khởi nghiệp, nhà trường không đặt mục tiêu hướng các em tiếp cận với việc kinh doanh khi còn đang học. Điều quan trọng hơn cả là những ý tưởng được nhen nhóm xuất phát từ thực tế cuộc sống, gần gũi, thiết thực, hướng tới cộng đồng, có thể kết nối giữa nhà trường, gia đình, chính quyền, doanh nghiệp cùng tham gia hiện thực hóa những ý tưởng đó. Nó thiết thực ở chỗ là bởi vì đây là cây dược liệu nó có sẵn ở địa phương thì chúng ta có thể khai thác. Ở tại địa phương là đã có một doanh nghiệp xưởng chè và chúng tôi đã tiếp thu những cái ý kiến từ sự trợ giúp và góp ý của doanh nghiệp xưởng chè. Có cái dự án là phát triển cái vườn cây của em tại gia đình của chính các em. Mỗi em sẽ có một cái vườn cây về cây dâu mèo tại địa phương. Và đối với nhà trường thì cũng rất mong các cơ quan ban ngành có những cái dự án để phát triển cây dâu mèo và phát triển cái sản phẩm này là một cái sản phẩm có thể là một sản phẩm ô cóp của xã. Để khởi nghiệp thành công cần có nhiều yếu tố, nhưng có được ý tưởng độc đáo chắc chắn sẽ mang lại lợi thế. Với niềm tin đó, học sinh dân tộc thiểu số vùng cao Lào Cai hăng hái hơn với những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, mạnh dạn, tự tin xây dựng tương lai. Tiếp theo chương trình, thu giữ lô hàng hơn 66.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em và thực phẩm đóng gói không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các nhà khảo cổ học Mexico tìm thấy cổ vật ghi dấu về hoạt động thể thao của người Maya. Lực lượng chức năng vừa phát hiện, kiểm tra, thu giữ lô hàng hơn 66.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em và thực phẩm đóng gói không rõ nguồn gốc trên địa bàn thành phố Lào Cai. Vào khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2023, tại khu vực quảng trường Ga, phường Lào Cai, đội quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý Thị trường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, Công an tỉnh, phát hiện, kiểm tra, thu giữ lô hàng 167 thùng bìa giấy gồm 56.000 chiếc xúc xích ăn liền, 4.728 đồ chơi phun nước, 4.320 bộ đồ chơi đèn chiếu sáng, 1.080 vỉ đồ chơi đất nặn. Chủ lô hàng là ông Phùng Việt Ninh, thường trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc của lô hàng kể trên và khai nhận mua gom số hàng hóa này để chuyển đi Hà Nội giao cho khách hàng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng và tiếp tục xác minh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, 3 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 28 vụ việc chống người thi hành công vụ, làm 10 chiến sĩ Cảnh sát Giao thông bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã trực tiếp phối hợp bắt giữ 29 người, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 20 vụ. Đáng nói, số người sử dụng rượu bia chống đối Cảnh sát Giao thông lên đến 17 vụ, chiếm hơn 50%. Nguyên nhân là do tài xế sử dụng rượu bia dẫn đến không kiểm soát được tinh thần, hành vi của mình, chống đối, không hợp tác, không chịu đo nồng độ cồn khi lực lượng Cảnh sát Giao thông yêu cầu kiểm tra xử lý. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với công an các địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ ở mức độ nghiêm khắc nhất để răn đe các đối tượng phạm tội. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp dự án BOT tháo dỡ biển báo không còn phù hợp, trong đó có biển cấm dừng xe quá 5 phút. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trước đây áp dụng hình thức mua vé giấy, nhiều lái xe cố tình kéo dài thời gian dừng đỗ tại trạm gây ùn tắc. Việc cắm biển cấm dừng xe quá 5 phút nhằm giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết trạm BOT đã áp dụng thu phí không dừng nên biển báo trên không còn phù hợp, cần phải tháo dỡ. Hiện nay cả nước có 89 trạm thu phí BOT đã lắp đặt thiết bị thu phí không dừng. Tiếp tục chương trình là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 4 theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Biden đã đến vùng Bắc Ireland, Vương quốc Anh để kỷ niệm 25 năm ngày ký thỏa thuận thứ 6 tốt lành. Đích thân Thủ tướng Anh đã chào đón Tổng thống Mỹ tại sân bay khi chiếc không lực 1 hạ cánh xuống thủ phủ Bắc Ireland. Hai nhà lãnh đạo đã gặp lại nhau trước khi ông Biden có bài phát biểu kỷ niệm thỏa thuận. Trước khi lên đường, Tổng thống Biden cho biết ưu tiên trong chuyến đi của ông là gìn giữ hòa bình và chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài, bắt nguồn từ việc các đảng chủ trương bảo vệ vị trí của Bắc Ireland trong Vương quốc Anh, phản đối các quy định thương mại thời kỳ hậu Brexit. Với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, Quốc hội Chile đã thông qua dự luật nhằm cắt giảm có lộ trình thời gian làm việc trong tuần của người lao động từ 45 giờ đồng hồ xuống 40 giờ đồng hồ. Sau khi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 127 phiếu thuận và chỉ 14 phiếu phản đối, dự luật sẽ tiếp tục được trình lên Tổng thống Chile ký ban hành thành luật. Ngay khi có hiệu lực, dự luật sẽ giảm giờ làm với lộ trình 5 năm, theo đó cứ mỗi năm sẽ cắt giảm 1 giờ đồng hồ làm việc trong tuần cho tới khi đạt mục tiêu tổng số giờ làm việc trong tuần còn 40 giờ đồng hồ. Dù còn nhiều tranh cãi, song việc Quốc hội thông qua dự luật được xem là góp phần củng cố vị thế cho Tổng thống Chile, người vừa nhậm chức năm ngoái với cam kết cải cách kinh tế và xã hội. Cơ quan Không gian mạng Trung Quốc đã công bố dự thảo quy định về quản lý các dịch vụ trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh, trong đó yêu cầu các công ty gửi đánh giá an ninh cho chính quyền trước khi đưa dịch vụ ra thị trường. Theo dự thảo, các nhà cung cấp cần chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của dữ liệu được sử dụng để huấn luyện các sản phẩm AI tạo sinh và nên thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự phân biệt đối xử khi thiết kế, thuật toán và dữ liệu đào tạo. Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ bị phạt tiền, đình chỉ dịch vụ hoặc thậm chí đối mặt với các cuộc điều tra hình sự nếu không tuân thủ các quy định. Dự kiến dự thảo mới sẽ được lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 10 tháng 5 và có hiệu lực ngay trong năm nay. Mới đây, các nhà khảo cổ học Mexico đã tìm thấy một cổ vật ghi dấu về hoạt động thể thao của người Maya tại quần thể kiến trúc Chichen Itza. Đây là lần đầu tiên trong hơn 11 năm qua, một cổ vật có chữ viết được phát hiện tại quần thể này. Thông báo của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Mexico cho biết cổ vật được phát hiện là một bảng điểm hình tròn được người Maya dùng để ghi chép một trận bóng. Trên cổ vật bằng đá có đường kính 32cm và nặng 40kg này có khắc hình hai cầu thủ đứng cạnh một quả bóng. Theo các nhà khảo cổ, cổ vật này có từ thời sơ hậu cổ điển khoảng giữa những năm 800 đến đầu những năm 900 sau công nguyên. Phát hiện này cũng gây chú ý vì là cổ vật có chứa văn bản hoàn chỉnh đầu tiên được phát hiện tại quần thể Chichen Itza trong hơn một thập kỷ qua. Màn trưng bày trái tim được gấp bằng giấy của Campuchia đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là màn trưng bày trái tim được gấp bằng giấy lớn nhất thế giới, phá vỡ kỷ lục trước đó tại nước Anh. Gần 4 triệu trái tim gấp bằng giấy đã được trưng bày tại công viên khảo cổ Angkor thuộc tỉnh Siem Reap, Tây Bắc Campuchia để hướng tới chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32, dự kiến diễn ra vào tháng 5 và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 vào tháng 6 tới. Dự án gấp giấy hình trái tim nói trên do Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia thực hiện. Kỷ lục mới này đã vượt qua kỷ lục trước đó đạt được tại nước Anh với 53.704 trái tim giấy vào năm 2019. Đồng bào dao đỏ ở Nậm Tha, Văn Bàn sở hữu nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó trang phục của phụ nữ nơi đây có nhiều điểm khác biệt so với trang phục của phụ nữ dao đỏ ở các địa phương khác trong tỉnh. Vẫn giữ được nghề thêu truyền thống, các bà các chị đã tạo ra nhiều chi tiết hoa văn độc đáo, mang vẻ đẹp riêng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Lào Cai. Trước khi đến với những thông tin thời tiết trong tỉnh, một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những bộ trang phục độc đáo này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, không mưa, đêm về sáng trời se lạnh, vùng cao trời rét. Đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp, có trục ở khoảng 25 đến 28 độ Vĩ Bắc, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Đêm về sáng trời se lạnh, vùng cao trời rét. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Nam cấp 2, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, Đêm về sáng trời mát, gió Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.